Thank you.
Con hân hoan bước lên bàn thánh đồng thời, con hân hoan
lòng thương xót của Chúa nó lại như cho các bạn quên hết tất cả những tội của Phêrô, tội chối thầy theo đạo, tội bỏ thầy, tội mà thầy muốn đến chết thì còn tu sửa. Chúa không hề tính tội. Còn các ông các bà nhất là hai người yêu nhau, lúc mình yêu nhau thì không nhớ tội, nhưng mà lúc phải giận nhau rồi làm hòa với nhau. Cho nên chúng ta đi theo một đứng đó, một đứng dần vào một phương xót. Đứng dần vào một phương xót ấy mời vào chúng ta hãy đi nói cho người khác về lòng phương xót của Ngài. Một người tiếp tục mà không cảm nhận được phương xót của Chúa thì làm sao nói được phương xót của Chúa cho người khác được. Và anh chị em là những người mà con cái của Chúa mà không cảm nhận Chúa dần vào phương xót thì làm sao mình nói cho người ta được Chúa dần vào phương xót. Mà nếu đạo của chúng ta không phải là đạo tình yêu, không phải là đạo của lòng thương xót thì chúng ta không phải làm cái gì để chị em. Cho nên tôi thấy Chúa hay hiểu. Chúa hỏi Phêrô này, Phêrô con nó yêu mấy thầy không? Hai người mà yêu nhau đầu tiên rồi thế đó cũng trả lời khó mà không. Này em ơi, em có yêu anh không? Đúng như là đi đó. Rồi anh có yêu em không? Bố nó hỏi em nó không. Ông em nó không không? Dù mình làm gì không được, phải nói đó em là số một của lòng anh. Vâng, anh không được con nào nha, không được yêu con nào nha, chỉ có mình em thôi nha. Em không được yêu nào nha, chỉ mình anh thôi nha. Còn khi Chúa thì Chúa lạ lắm, Chúa lạ lắm anh chị em. Phêrô, con có yêu mấy thầy không? Dạ thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mấy thầy. Chúa Giêsu không có trả lời đúng rồi, chỉ có thầy chọn mình thôi nghe con. Không, nếu con yêu mến thầy thì hãy chăm sóc các chiên của thầy. Yêu mến thầy thì chăm sóc các chiên của thầy. Hỏi lần thứ hai, hỏi lần thứ ba, tất cả chỉ là yêu thầy thì làm những cái điều tốt đẹp cho người khác. Yêu thầy thì phải yêu như người khác. Hôm nay chúng tôi hỏi anh chị em, ai là người có lập gia đình các ông như vậy, mấy ông như vậy, mấy ông như vậy đúng không? Ông nào lập gia đình người như vậy, ông lập gia đình người không dám như vậy. Như vậy đấy, Chúa hỏi là này các ông, các con có yêu mến thầy không? Có, có. Trả lời có, có. Nếu yêu mến thầy, nếu yêu mến Chúa thì các con hãy về chăm sóc vợ con. Có khi thì đến nhà thờ nói với Chúa là Chúa yêu mến Chúa hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn và mình sẵn sàng hy sinh tập hồi đèn bao nhiêu cũng được, đúng không? Bây giờ bao giờ bỏ người chết rồi hả? Hay là ông cho rằng là thổi đèn mới là xứng đáng ông yêu Chúa và ông người chết cho vật không là yêu Chúa, người chết cho vật có là yêu Chúa không hả? Hay là chỉ có thổi đèn thì đúng là yêu Chúa? Cho nên ta cứ thường nghĩ rằng là ta phải làm cái gì cho Chúa mà Chúa không hề đòi, không hề đòi. Yêu ta thì hãy chăm sóc con chiên của ta. Mình bảo Chúa hỏi những người nào lập gia đình rồi có chồng, các bạn có yêu mến Chúa không? Dạ thưa Chúa, con yêu mến Chúa lắm, con đến Chúa làm thương xót Chúa hàng ngày, con đi lễ hàng ngày, con cứ đi lễ thánh giá sau trước khi lễ này. Nếu con yêu mến ta thì về hãy chăm sóc chồng con cho đàng hoàng, nấu cơm cho nó ngon và dịu dàng với chồng mình, chịu khó hơn ít đi một tí, có nhiều quá, đó là mình yêu mến Chúa, anh chưa có thấy được, và đó là mình thực hành lòng thương xót. Ngày nay chúng hỏi chị em là, con có
Một cái thương xót ta không? Thương xót ta nghĩa để thương xót biết bao nhiêu những người mà bây giờ tết nhất đến nơi rồi, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, rồi nhà cửa không có. Trong khi đó ta cảm ơn Chúa, chúng tôi cũng thấy hãnh diện khi cầm thương ăn lại. Tôi hỏi cái cha nói là đây là không có tự làm hết, ca làm cũng tự, rồi là tăng kèm cũng tự hết. Từ người bắt vào đây, tứ cố một thân, bỏ hết mọi sự của trong đây. Chúng tôi ở đây sinh ra từ đây lớn lên là về một đất nghèo rách một nơi. Vậy mà cô hôm nay sau 75 năm vô đây, về hôm nào cũng nhà cao từ đâu. Thấy đó là ơn huệ cho ban. Có thấy đó là ơn huệ cho ban. Và khi mình có được như vậy, không phải mình lo cho bản thân mình, mà Chúa lại tiếp tục hãy chăm sóc những người nghèo chung quanh của con. Hãy có vai đồng hương của con còn những ai nghèo, chăm sóc họ đi. Chứ không phải chỉ để đồng chơi với nhau, không phải tiếp tục đồng chức ăn với nhau, mà người nghèo đồng hương của mình không có mắt nó mặc kệ nó xung quanh chính. Không, mình phải là những con người mà thể hiện lòng thương xót của Chúa. Mà hôm nay tôi nói chẳng mới sẽ có tiền không còn có, có tiền của cha bao nhiêu người, và phía cha có 4 tỷ bà khoảng 400 người. Tôi nói cha có gì mừng người ta không, có phía cha có mới chứ chưa có gì cả. Còn nếu vậy thì tôi góp phần là lát nữa cho tặng cho những người một cái máy nghe nhạc của lòng thương xót suốt. Máy này chúng tôi nghĩ là mới nhất mới cái này ngày 8 tháng 12 năm 2020 mới được hơn 1 tháng. Và trong máy này anh chị em nghe những bài nhạc về lòng thương xót, anh chị em nghe những câu chuyện các thầy trong đó có các thầy thầy đạo Việt Nam và các bạn trẻ nghe những chứng nhân sống đúng sống đẹp ngày hôm nay. Họ đã sống và đang thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào, sống cho đúng, sống cho đẹp, đó là những thương xót Chúa, đó là thực hành lòng thương xót của Chúa. Và người sẽ đến chào bạn, để cùng nhau đến chào bạn, để tặng cho mình món quà. Thấy không? Được. Chúng ta thấy là mình đi vào đường, được ăn, được nói mang về, nhưng không phải gói mang về rồi cất đi, mà chỉ có mở ra mà nghe, rồi đi loan truyền cho người khác về lòng thương xót của Chúa. Vì nếu không, anh xem sẽ nghe lời Chúa ngày hôm nay. Chúa nói khốn cho con nếu con không loan báo tin mừng lòng thương xót của ta. Vì nhân lòng ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực cho tay về cái lòng thương xót của ta với trọng điểm vị tha. Mà nếu ta đi loan truyền lòng thương xót của Chúa như phần đầu bảo, đó là ơn phúc, vì Chúa hứa rất rõ ràng ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta sẽ chăm sóc họ như những mẹ chăm sóc con thơ, ta sẽ gìn giữ họ không kẻ thù nào làm hại họ, và giờ về đi của họ là giờ về đi trong bình an. Nhìn đến thế giới ngày hôm nay, người ta đón nhận tin mừng của Chúa như thế nào, người ta thực hành lòng thương xót Chúa ra sao, ta thấy chiến tranh thật khổ ghen ghét trong gia đình, trong khu xóm đầy dễ nhưng thật khổ ghen ghét đố kỵ đủ mọi thứ hết, vì họ chưa cảm nhận được lòng thương xót và chưa thực hành lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay Chúa hỏi mỗi một người chúng ta rằng, con có cảm nhận lòng thương xót của ta không? Mình đáp như Phêrô và thưa Chúa con, nếu con cảm nhận lòng thương xót của ta thì con hãy thực hành lòng thương xót ấy, con hãy thương xót những người sống chung quanh con, chồng, cha, mẹ, vợ, anh chị em của con, nhất là những người nghèo khổ về vật chất, nghèo khổ về tinh thần. Tôi thấy một cái điều vui đấy là những người ngoại đạo họ đến là xin tôi được, và năm ngoái tôi gửi đến 30.000 cái này đi các nơi, ai đến xin thì cứ gửi thẳng. Tôi đi về vùng sâu xa, đi đến những người ngoại đạo, đi đến những người khô khan mùa lạnh, có cha xin mấy chục cái máy để nghiệm lại hết cho những người khó khăn được sau 1 tháng để quay lại để đến đây đi một lính, và họ quay về, họ xin tội, họ quay về với Chúa. Tất cả làm sao cho người ta nhận ra rằng chúng ta có một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót, và làm sao ta nhận ra một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót nếu mình không biết xót thương nhau và không biết thể hiện lòng thương xót ấy ra với anh chị em của mình. Amen.
Thank you.
Lạy Chúa, chúng con tâm thiên về ơn.
Và giờ đây,
đến để không trong thánh lễ chung
tình đã ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho con. Con nguyện ghi nhớ tất cả những nghĩa cử và tinh thần cao đầy đó trong lời cầu nguyện của con hàng ngày. Con cũng xin quý cha cùng hoàn toàn được thứ các thiếu sót trong việc tổ chức thánh lễ. Sau thánh lễ, con kính mời quý cha và hoàn toàn và là chung vui với chúng con trong bữa tiệc mừng. Cuối cùng, kính thưa toàn thể hội đoàn. Cách đây 10 ngày, con được đức cha Phêrô giám mục giáo phận gửi về làm bảo nhiệm tân giáo sứ Tăng Khê, công giáo hạt Thái Bình, sứ mới và cha sứ cũng mới. Thế nên chắc chắn bước đầu con còn nhiều bỡ ngỡ khó khăn. Kính xin quý cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con, cho giáo sứ được thăng tiến trong đời sống đức tin và cầu nguyện cho con, để con biết làm mọi sự cho sáng danh Chúa và nhận thành dẫn thân hy sinh để lợi ích cho các linh hồn nơi những cộng đoàn con được gửi đến phục vụ. Một lần nữa con xin cảm tạ tri ân quý đức Phật và toàn thể cộng đoàn. Xin mời mọi người lắng nghe bài của lễ.